Các bạn thân mến, và trong cái buổi trao bằng lễ tốt nghiệp hôm nay thì chúng ta cũng sẽ gặp một cô giáo cũng rất đặc biệt, đó là cô Hương. Bây giờ chúng ta cùng chia sẻ cô quan điểm của cô Hương và suy nghĩ của Hương ngày hôm nay như thế nào nhé. Lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời đến cô Lan Anh, là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của em. Thực ra thì với mọi người thì hôn nhân gia đình là điểm tựa, nhưng với em thì em khác mọi người. Em là một người mẹ khi mà bước vào cuộc sống hôn nhân là đã có một đứa con 5 tuổi, là con của chồng hiện tại bây giờ. Khi đấy em là một giáo viên truyền thống. Tình yêu mà em đến với lại mầm non ý, là từ khi mà em còn rất là nhỏ. Em rất thích các bạn nhỏ, cho đến bây giờ vẫn thế. Đến khi mà em quyết định về với anh ấy chỉ vì là anh ấy là một, em nhận thấy anh ấy là một chú gà trống nuôi con rất là tốt. Mặc dù là yêu con bằng máu, không hề nghĩ rằng là cách nào là tốt cho con. Đến khi mà em về với anh ấy thì em gặp rất nhiều những khó khăn trở ngại, nhất là với những suy nghĩ của bản thân rằng là mình làm thế đã tốt cho con hay chưa. Và đặc biệt hơn là khi em đặt chân vào trường, những quan điểm của em về giáo dục con nó hoàn toàn khác lập với ông bà, chồng và tất cả những người xung quanh. Em từ những vấn đề nhỏ nhất như là con được 5 tuổi rồi, bà vẫn đón con và quỳ xuống để xỏ giày cho con, trong khi em rất ngưỡng mộ ở các bạn nhỏ ở nơi em làm việc, là tại là mầm non Paris Montessori ở bên thiên nhiên, là bạn ấy được gần 2 tuổi, trong một lần đi chơi em chứng kiến bạn Tony nhà chị Hương mất gần 15 phút để xỏ đôi dép, trong khi để bạn ấy không cần một ai hỗ trợ. Tất cả những người đi qua đều chỉ trỏ và bảo: ủa, mẹ của thằng bé đi đâu mà sao để nó cứ ngồi nhìn hoài với đôi dép như thế này. Nhưng thực chất là bạn ấy không cần ai để xỏ cho bạn ấy đôi dép đấy cả. Điều đó dấy lên trong em một suy nghĩ rằng là mình phải gần như kiểu là phải vùng lên trong chính giáo dục của gia đình mình về việc vùng lên luôn. Mình cần phải nói rõ ràng hơn về quan điểm của mình về cái phương pháp giáo dục mà em đang được làm việc tại môi trường đó, mặc dù lúc đấy em vẫn còn mang trong mình là một giáo viên truyền thống ạ. Em cảm ơn cô. Tiếp theo nữa là khi mà một lần bố chồng có mắng cả hai vợ chồng về việc là chúng mày bắt nó làm nhiều quá, thì thực sự đêm hôm đó em cũng khóc rất là nhiều. Em khóc vì nghĩ rằng là ông cho rằng là em không thương con bé. Đến khi mà em sau một đêm suy nghĩ, em quyết tâm nói những quan điểm của mình với ông bà, thì thật là may ông bà cũng hiểu được là em thực sự yêu con bé và yêu phương pháp giáo dục Montessori mà em đang học. Đến với các cô ạ, ai đến với Montessori cũng gặp rất nhiều khó khăn từ truyền thống sang đến với Montessori. Thế nên là các cô hãy cố gắng lên, vững bước lên. Em tin rằng ai cũng sẽ hiểu được rằng mình đến với Montessori là từ tình yêu trẻ và yêu chính phương pháp giáo dục này. Em xin phép gửi lời cảm ơn đến cô Lan Anh, cô Hương, cô Gấm và tất cả những vị đồng nghiệp xung quanh em đã hiểu cho được hoàn cảnh của em là một người phụ nữ chưa có con nhưng dấn thân vào cuộc sống mà chồng mình đã có 2 đứa con. Nên các cô cố gắng lên, hy vọng rằng những cô ngồi ở đây sẽ thấm nhuần được mon và cô tin là con giống bụng em sẽ hiểu được cái tâm lý của em, và sau này em sẽ là một người mẹ tuyệt vời, cho nên mình đừng khóc, tất cả những cái đấy sẽ chỉ là thử thách thôi nhá. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Rồi, cố gắng lên em đi chỗ nha. Mỗi một câu chuyện đều khiến cho chúng ta có những cái suy nghĩ nhất định, và mỗi một con người ai cũng có những cái khoảng lặng, ai cũng có những cái khó khăn, và chúng ta đồng hành cùng với nhau bằng cái tình yêu thực sự, có thể không phải phô diễn,
có thể không phải giải bày bằng lời, nhưng bằng những cái sự kiên trì, nỗ lực hàng ngày, bằng những cái hành động cụ thể mỗi ngày, tôi tin rằng tình yêu đó sẽ lan tỏa và giá trị nhân văn và sự bao dung trong các bạn sẽ đến với từng người, từng người, từng người. Và các bạn thân mến, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn rất nhiều, nhưng sẽ không có bất kỳ một cái lời nói nào bằng được những học viên của chúng tôi, những người đã đến với Montessori, trưởng thành từ Montessori và khẳng định được vị thế vai trò của mình thông qua Montessori từ Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt. Hy vọng chúng ta đủ duyên để kết nối với nhau. Xin chào các bạn.